kéo gỗ. Tôi xin giới thiệu với mọi người là đây là đoàn trekking nhà nằm Kang Ho Tao nhé. Đây là cái lúc đi là tôi đảm bảo là anh em rất là phấn khởi, còn đâu lên đỉnh nhà chúng tôi sẽ cập nhật sau nhé. Hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ, đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau, có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau. Sếp của em thế nào, giờ tin hay thường gắt gỏng, anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng. Em còn thiếu ngủ trong những lần về trả đất đai, quên ngủ quên cả việc trả lại tóc tai. Những đôi giày cao gót chắc còn làm đau em, và tiền bao nhiêu cho đủ ai biết ngày sau em. Mắt em còn mỏi không, 8 tiếng nhìn màn hình, những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chấm đông. Nếu mà mệt quá giữa thành phố chống chồng lên nhau, cùng lắm thì mình về quê mình nuôi cá và trồng thêm rau. Hello. Hello. Where is that? Shopping. Hello, we're shopping now. Very late. Hello. Hello. Anh giờ này cũng bận nhiều và cũng có thêm nhiều đêm diễn. Âm nhạc mở lối cuộc đời anh như là ngọn hải đăng trên biển. Amazing. Gặp những người nổi tiếng trước giờ chỉ thấy trên TV. Gặp Hen Hoa Hậu, gặp cả Sơn Tùng em TP. Đi hát vui lắm em, vì đồng âm của anh họ rất tuyệt. Bọn anh hát cùng nhau khiến cho thanh xuân này như bất diệt. Anh thấy mình không cô đơn, không áp lực nào buộc chân anh. Nhiều khi anh lên sân khấu mời những khán giả họ cũng không đông. Anh cũng có những hợp đồng, những điều khoản mà anh phải dần quen. Anh cũng cần tiền, những dự án họ nói họ cần đen. Và những con số nặng tới mức đủ sức làm choáng mình. Nhưng em yên tâm, anh bán chất xám chứ chưa từng bán mình. Nhưng cũng có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Hai chữ này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như nếu con của thật xanh. Ai muốn lấy cứ lấy, không thể nào mà sạch bánh. Không thể nào mà sạch bánh. Còn sống là một ngày đắm say, ngày đẹp trời nhất là ngày mình còn nắm tay. Mình sẽ không ngã vì mình ngã hò hả hê. Biển người cũng là biển cho tụi mình tắm thỏa thê. Và chúng ta sẽ không là một ai trông giống họ, sẽ không rỗng tích như một cái chai trong đống lọ. Sáng chúng ta là vì tờ bạc nhiều màu trong ví. Đêm về ta chiêu riêng mình một bầu không khí. Vì tim ta còn trẻ dù thân xác ta sẽ già, nhưng mà ta không ủ rũ như là mấy con sẽ già. Ta có những chiều vàng, dắt tay nhau lên đồi xa. Nắng khoác lên mình lớp áo, nhau mắt lại nhìn trời hoa. Và những đêm đen huyền diệu, cho tiếng lòng thêm dõng dạc. Ta thấy nhau bằng tâm hồn và không cần nhìn vào bóng mạc. Ta sẽ cố để có được những thứ mà ta chờ mong. Dưới ngọn đồi căn nhà nhỏ, nhìn ra bờ sông. Vì anh chưa từng mơ, ngày nào đó mình trở thành siêu sao. Từ ngày thơ bé anh đã muốn trở thành chữ môn phái tiêu dao. Ai không muốn lo, ngày mai mình lại như có sâu đó. Yeah.
É isso aí. Long time no see. What day is it? Flower can make noodle from that. Thank you.
so fucking cool. What do I have? There's a party. No, wait, wait. Whoa, whoa, wait, wait. Yeah.
Tiên Tài. Hello. Dạ, chúng tôi chuẩn bị hành trình tiếp theo chinh phục đỉnh Nam Cán của tao nha. Camping happy. Easy camping. Easy camping.
lấy đèn chiếu xem từ từ.